mới mua nè, 128 GB với 256 GB mà trên là 5 triệu chẵn luôn. Để coi thử áo này của chị Hà còn cô giáo với luôn. Nó không có màu xanh này không lấy. Hello. Hello mấy chị. Của chị Hà là lấy áo cam và tím. À, lấy áo cam tím môn. Của chị Hà Nguyễn, có thử chị Hà Nguyễn còn áo cam với tím môn không? Cam nè. Cam còn 3X à. Cam còn size L. Rồi hết luôn. Cái gì đây? Rồi 3X luôn. Tím môn. Rồi đừng nói tím môn hết luôn nha. Rồi tím môn hết luôn, còn size L không luôn. Rồi hết, hết sạch chị ơi. Trả lời hết sạch. Hết sạch chị. Hai màu đó hết. Đợi lô mới về. Áo em đang mặc có 80 ngàn nha mấy chị. Nhưng mà sao giờ Yên còn thấy size L không à? À, em thấy còn size L không à? Chị Hương Lê. À dạ. XL. Trời ơi, áo này gì? Dạ, đúng là dạ. Áo này khách đặt quá trời nhưng mà giờ hết trơn hết chọi, giờ sao đây ta? Bây giờ chỉ còn size L thôi. Áo này bây giờ dây đá bao nhiêu? Dạ 301 chị. À, chắc ngày mai hay ngày mốt về tới nơi á. Trời ơi, áo này tối qua bán hết mà không biết luôn mấy chị nè. Sao còn có size L áo em đang mặc nè. Áo Yên đang mặc còn có size L không à? Trừ trừ cái màu hồng này thì nó còn size nhiều. À, nó còn đủ size mà để kiểm tra thử còn đủ size. Rồi mấy chị chờ chút để em bán áo này nha. Cái áo này hết trơn hết trọi à. Dạ không. Áo tím hết nè. Áo tím hết rồi ai nữa? Phương Trinh đòn cam. Hết luôn. Hết sạch. Và dạ, nói chung là áo này hết sạch rồi. Áo này hết sạch mấy chị ơi, có 80 ngàn một con thun gân thôi, single. Mà chỉ còn hình như còn một cánh sen là còn size thôi. Để coi nha, size 3X còn nè. À, màu, trời ơi, cái vải đẹp lắm nè. Còn của single được cái màu hồng giống như Yên đang mặc 80 ngàn nè. Vải đẹp lắm, con này ở ngoài tụi mạng nó bán phải 150, 160 mấy chị nha. Mà áo này hàng chính quy nè. Nhưng mà tại vì ba cây vải đi cũng bị khách bơm á, cho nên nó còn cái cây vải đi bán rẻ cho mấy chị, giá này vải đẹp lắm. Chứ thiệt sự là mấy cái áo này may ra ở giá trăm mấy là đúng hàng nha mấy chị. Giá trăm mấy là đúng hàng nha. Rồi còn đúng con XL luôn rồi, single à. Còn đúng con XL luôn cho nên tranh thủ chốt nha. Ừ đúng rồi đó. Còn đúng con XL còn nhiêu size dưới 72 kg thôi. Nha. Còn tất cả là size dưới 72 kg. Cho nên chị nào chốt con XL chốt giùm em. Nó có ba màu. Màu tím, màu hồng và màu màu tím nè, màu hồng nè, màu tím môn nhạt nè và màu cam, nó có ba màu nha. Còn đen thì đợi đợt sau. Rồi chị nào chốt áo màu hồng này thì chốt cho em. Bây giờ chỉ còn đúng một con size. Còn size L với size 100 kg thôi, hết rồi. Còn size 90 kg nè. Còn size 90 kg nè mấy chị ơi. À, nói chung là còn một con L màu hồng thì nó còn đủ nha. Chị nào chốt thì chốt giùm em ha. Chín mươi ký của single rồi, 80 ngàn của single nè. Single 80 ngàn. Áo này đẹp lắm, để em hỏi kho em thử là single 80. Để em hỏi thử là
80.000 của Singer. Cái áo này hiện giờ còn size, nói chung là nó đẹp lắm mấy chị nè. Nó đẹp mà cái vải nó đã lắm nha. Mà giờ nó còn hồng nè. Hồng thì còn đủ size, đủ màu. Hồng thì còn đủ size từ size L tới size 7. Và màu tím và màu cam thì còn size L với size 100kg thôi. Cho nên chế nào chốt mã này thì chốt nhanh dùm em. 100kg thì chị nào 85kg mặc vẫn được ha. Ừ, qua bán hết mà không biết luôn mấy chị. Thật sẽ luôn. Chỉ còn có size L và 7 thôi. Hồng 90kg của chế Dung Tô, hình như còn con chị Dung Tô. Còn con của chế Dung Tô nè. Còn con. Rồi con 80.000 của chế Dung Tô. Trời ơi áo này mặc đã lắm. Tại em bỏ áo quần cho gọn gàng hết chứ. Form đẹp nè, vải đẹp nè, mẫu đẹp nè ha. Hình như ngày mai ngày mốt nó về cũng là ba màu này. Còn chị nào chờ màu đen thì chờ, nhưng mà màu đen thì nó sẽ 100 mấy chục ngàn nha. Chứ nó không có giá này nha. 100kg tím có cô Thu. Nè 100kg tím có nè. Đó. 100kg tím, màu tím dễ thương lắm. Màu tím dễ thương lắm. 100kg tím, nó còn 100kg cam và 100kg hồng nữa. 80.000 một con nha. À, có màu này, nó có màu này nè chị. Nó có màu này nè chị. Chị khoai tây, nhưng mà nó còn size L là dưới 70-72kg. Nó có màu này nè. Màu hồng của Nguyễn Phương Nam size L. Hồng của Nguyễn Phương Nam size L nè. Nguyễn Phương Nam size L hồng. Rồi của Đặng Hạnh. Của chị Đặng Hạnh một cái. Của chị Đặng Hạnh một cái màu cam size L. Rồi Đặng Hạnh đi nữa xem. Đặng Hạnh 80.000 size L nè. Đặng Hạnh 80. Tím mà tím 100kg nè. Tím mà nói chung là dễ mặc lắm mấy chị. Dễ mặc bà cố luôn. Rồi tím hết 100kg chị. Bây giờ lấy cam hay hồng đi chị ơi. Chị lấy vàng hay hồng đi. Tím tím 90kg cũng hết chị. Tím bây giờ chỉ còn size L thôi. Tím bây giờ yên chỉ còn L thôi mấy chị ơi. Tím còn L nha. Tím hết size chị Dung Tô mà hết size cho chị Hammy rồi. À, tím bây giờ còn L cam 60 của Mai Nguyễn Thị. Khoai tây XL màu gì chị ơi? Khoai tây XL màu gì? Màu vàng hả? Đã nói rồi, màu vàng với màu tím bây giờ chỉ còn size L với lại size 7 thôi. Nhưng mà size 7 thì hình như còn con màu cam. Lấy màu hồng như em thì có nha chị. À, cam 65kg của Mai Nguyễn Thị. Kiểm tra chị Mai Nguyễn Thị khách cũ hay mới? Rồi có khách cũ luôn, Tiền Giang. Mai Nguyễn Thị cam. Lấy cái màu như em đang mặc nè. Em 80kg rồi mấy chị coi em mặc gọn nè. Mỗi tội em không có eo thôi ha. Chứ em mặc rất là gọn nè, mấy chị coi bìa ngang nè. Chị đó không có mông chứ không có eo thôi mấy chị. Đầm đen vải đẹp lắm. Vừa không? Đầm đen đó chị mặc vừa không, có không? Ai biết không? Là gì? Đầm đen đó chị mặc vừa không? Là mẫu nào chị Dung Tô? Mẫu đầm đen ở sâu hả chị Dung Tô? Là sao chị Dung Tô, em không biết luôn á. Chưa hiểu lắm. Chị nói gì em chưa hiểu luôn á. Bây giờ chị My lấy cái con màu hồng được không? Màu hồng Dũng Yên đang mặc mà 3 ịt được không? Màu hồng Dũng Yên đang mặc mà 3 ịt được không chị ơi? Ok 2XL. Dạ là cái đầm đen ở sau á hả chị hay là sao? Đầm đen ở sau là 2XL là có size chị nha. Đầm đen ở sau 2XL là có size mà mẫu này đẹp lắm. 250 mà đẹp, chị Hạnh không chịu lấy cái con này nè. Chị Hạnh lấy cái mẫu này nè. Thứ nhất nó là đầm ôm body, vải đẹp lắm, ở sau nó có xẻ nè. Thứ hai là cái áo khoác ở ngoài mặc lên rất là đẹp. Là lấy đầm này cho chị phải không? Ti lấy đầm này hay cho chị Dung Tô nè. Trời ơi cái đầm này chị Hạnh không chịu lấy đâu. Cái đầm này đẹp bà cố luôn á chị Hạnh. Cái đầm này form đẹp mà cái mẫu áo khoác ở ngoài nó cũng rất là hay luôn nha chị Hạnh. Cái đầm này là gu của chị nè. Mà chị không chịu lấy cái đầm này, chị lấy cái gì nữa? Em cột không đẹp, cái cột mặt bình thường lên cột đẹp lắm mấy chị. Cái đầm này vải đẹp lắm, nó có một con nè. Nó có cái này là... Phước ở gì vậy? Nè, thấy đầm đen của chị Dung Tô 250.000, coi lộn nha. Coi tôi phải Dung Tô không? Đọc lại coi nha em. Tên gì? Rồi.
Trang Ngọc ở Phú Yên. Sao? Chỉnh lại cái tay ở phần tư hay phần gì á? Chúng tôi 250 nè. Được, kiểm tra. Rồi đâm 250 của chị dùng tô để em cắt á. Xong mà xong chưa, các cái bao hàng Việt Nam xuất khẩu mới về thì hôm qua có mấy mẫu đầm sơ mi á chị Hạnh coi không, em đưa lên cho chị Hạnh coi. Hôm qua có về mấy mẫu đầm sơ mi á chị Dung. Mấy chị có muốn coi đầm sơ mi thì báo lên nha. Ý Yên còn con đầm là 80.000. Đầm này là đầm ngủ free size 60 đến 95 trăm ký. Đây là đầm ngủ free size nha, nó là màu gì ta? Nó là màu da mấy chị, mà vải nó là vải đuổi nha. Cho nên con này mấy chị mặc hàng ngày nó mát, nó mịn, nó sang, nó xịn, nó mịn lắm. Chị nào chốt thì chốt lên giúp giùm em ha. Ai chốt thì chốt lên giúp giùm em đầm. Ai chốt thì chốt giùm em đầm nha. Đây đầm dây body nè. Đầm dây body này, đầm dây body này là dưới 72 kg. Dưới 72 kg đầm dây body. Đầm này đầm này là gì ta quên rồi. Đầm này là 160.000 hàng Việt Nam xuất khẩu. Còn con XL nè Hồng Khuyên. Còn một con XL 80.000 nè. 80.000 mà tao nói vải đẹp vô số kể nha. Nè 80.000 của Hồng Khuyên nè. 80.000 của Hồng Khuyên. Trời ơi, hôm qua giờ về một bao áo hết trơn hết trọi luôn nè. Giờ còn size L với size 3X không à. Hết trơn hết trọi mà có 80.000 con à vợ phèo. Có 80.000 con áo thun gân à. Hồng Khuyên 80.000. Trời ơi, giờ còn size L không à gái. Còn size L với 3X không à, hết trơn hết trọi à. Có mặt con này thì tháo ra cho. Có mặt con này thì tháo ra cho. Để tôi, tại vì cái này là bị khách bơm ba cây vải á, cho nên là may ra bán rẻ. Chứ áo thun này là lên phải là giá trăm mấy nha mấy chị. Vợ phèo có lấy con này thì tháo ra cho nè. Tháo ra cho nè. Tùy tùy bóc cái con áo sơ mi treo à. Áo sơ mi sau lưng cái đầm đen á. Lấy hai con đó, con đầm sơ mi đó. Sau lưng cái đầm đen, sau lưng cái đầm hoa đen. Đứng đầu đây nè. Sau lưng cái đầm hoa đen đó. Đúng rồi. Hết hay con bay trà. Vậy em không lấy nha anh. Nè đầm sơ mi nè chị Hạnh. Đầm sơ mi hàng Việt Nam xuất khẩu nè, xin không. Trời ơi, qua giờ đi đâu lang thang sau lũy tre làng không chịu vô chốt đầm sơ mi vậy trời. Trời ơi là trời. Quá trời đẹp luôn ha. Quá trời à, lấy áo chị mặc hả? Rồi để em đi thay cái áo nha, em vô đầm nha mấy chị. Đầm sơ mi này có đủ size nha, để em mặc size L chỗ vừa. Đầm sơ mi này có đủ size nha. Sơ mi này em có đủ size với chị. Có size từ số 8 tới số 18. Lộn là 80.000. Em đang mặc size L mấy chị ơi. Ủa, em đang mặc size L. Hương Ngọc 80. Em đang mặc size M, hơi bó một tí nè. Đưa bé em coi thử. Hơi bó một tí nè. Chị ơi, bán đồ thể thao kho không ấy chị. Long da. Nam hay nữ? Mà vô hỏi bán đồ thể thao nam. Lông da nam hay nữ, áo 80.000, Mai Nguyễn bao nhiêu ký Mai Nguyễn? Mai Nguyễn lấy áo đừng, bên Yên là không có cần đưa số điện thoại đâu, đợi hồi chốt lên địa chỉ kèm số điện thoại trong tin nhắn, chỉ cần đưa số ký thôi ha. Đưa số ký là được à. Đây còn hai màu, con màu này, con màu cam. Có áo khoác rin màu trắng Hồng Khuyên, trời ơi áo khoác rin màu trắng hôm qua bán đẹp lắm. Đẹp mà vải co giãn đẹp lắm. Không có lớn lắm đâu nha gái nè. Không có lớn lắm đâu nha vợ phèo. Nè chốt cho vợ phèo đi. Nè vợ phèo 80.000. Không có lớn lắm đâu. Nó may tài tài với chủ yếu cái độ gân á. Rồi còn con 3X nữa nè. Màu cam màu cam gái.
hơi bị đẹp nha. Rồi còn con ba ịt này. Rồi vỏ phèo hai con 160 để chung anh. Để riêng cũng được. Vỏ phèo hai con 160. À, 80 kg, bây giờ mặc ôm dúng yên được không? Yên 80 kg nè. Mặc ôm dúng yên được không? Một con 80 ngàn. Đó Mai Nguyễn lấy, nếu mà mặc ôm này thì lấy được, còn nếu mà mặc mà thoải mái rộng rãi thì không có lấy con này được. Nè ý yên cũng 80 kg nè. Thoải mái không? Mà con đẹp không mấy chị ha. Em cũng 80 kg, màu tím nó cũng đẹp. Nhưng màu tím nó còn size L không à. Nè áo khoác rin nè Hồng Khuyên. Lấy cái rin này nữa đi chị, gửi đồ chị lấy cái kia về cho. Áo khoác rin nè mấy chị. Áo khoác rin này yên có size từ 60 đến 90-95 kg nha. Mai Nguyễn ha. Kiếm áo lửng hai bên vú mặt mới đẹp. Kiếm áo lũng hai bên nè. Áo khoác rin nè mấy chị, vải co giãn hàng Việt Nam xuất khẩu. Nước Hà Ti. Nhiêu tiền vậy anh? 65. Ủa có ship xuống luôn à, sao mà 65 rẻ vậy? 65 là 75 á. À, kêu anh Thối lại 30 cho anh 10 ngàn. Hả? Được rồi, em cho anh thêm 10 ngàn á. Không lấy hả anh? Rồi lấy áo rin của cho chị vợ phèo. Dạ chị Mai Nguyễn lấy màu gì? Nó có màu môn, màu hồng Yên đang mặc và màu cam. À, lấy cái này cho vợ phèo nè. Vợ phèo 200. Vợ phèo 200 ngàn. Dạ lấy màu gì chị Mai? Chị Mai nhắn lên chốt giùm em cái màu đi ha. Lấy chốt giùm em lên cái màu. Vợ phèo áo rin. Áo rin hàng Việt Nam xuất khẩu đó, mẫu rất hiếm lắm. Tại vì vải vừa co giãn, phơm rin vừa đẹp, túi nó cũng rất là chất. Và nói chung là mã đó mấy chị mặc, một khi mà mặc hàng Việt Nam xuất khẩu lên mấy chị mê. Mấy chị mê lắm luôn á. Bây giờ vậy lấy xuống lấy cái size trên lời cho chị vợ phèo. Vợ phèo không thích mặc ôm. Áo khoác rin mặc rộng thoải mái. Cái đây là chị Nhiên mặc rộng thoải mái bình thường nha. Đồ phèo là ít lơ đúng không? Đúng rồi. Chị Mai Nguyễn mà lấy L thôi, em mới nói thiệt mà. Chị Mai Nguyễn lấy L thôi. Rin nó còn một con rin rách trên này mà hai. Còn con rin rách màu xanh. Cái này tay em mời chị nào 60 kg thì lấy con này. 60, 65, 67 cũng nữa. Còn con này nè phèo. Con này size dưới 85 kg nè. 200. Thôi con này là hàng chất nè. Con này là hàng bao chất luôn á. Một cái hồng mua trên 100 ngàn ý yên mới gửi bill được nha chị ạ. Mai Nguyễn rồi lại nhắn xin chị Mai Nguyễn xin địa chỉ số điện thoại. Rồi Mai Nguyễn xoay L nè. Nó có một cái bao khác. Nó còn một bao hả? Nó vô còn một bao hả? Ừ. Chứ hồi trước Tết là em báo chị còn hai bao đó chứ không phải một bao đâu nha. Kiểm tra kỹ nha. Ấn rồi con. Ấn LB. Nè LB, lấy cái này LB cho bán nè. Cái này chị Mai Nguyễn lấy 10. Rồi Mai Nguyễn 80. Đâu, nó có size, đây là hàng Việt Nam xuất khẩu chứ đâu phải hàng xưởng đâu mà hay đâu chị. Đây là hàng Việt Nam xuất khẩu chứ đâu phải hàng xưởng đâu hay. Ha? Là nó giống như là size đó là size tới 85 kg luôn này nè, vỏ phèo. LB, LB, lấy L đó đây, đừng có lấy LB. Lấy LB này nó bị kích đó, LB là form của Việt Nam. Lấy áo khoác màu trắng 80 kg của Hồng Khuyên. Cái này chị Nhiên mặc là cỡ đó là được rồi. Nhỉn hơn một size là được rồi. À, lấy cái dạ ok chị Chi Trần. Rồi cái này là đây. Cái này của chị Hồng Khuyên nè. Qua ghi 200 ngàn của Hồng Khuyên. Cái đó size M. Dạ quần đang mặc giờ còn mẫu khác à chị. Bà để con đô la xí cái áo tan nát vậy. Điên. Cái áo này thấy vậy chứ hàng độc quá. Cái áo này chứ mà hàng độc đó nha bà nội. Áo này mà lên phơm một phát tại ti nó đang gài nút bị xéo nè thằng khùng nè. Đó. Thằng khùng á. À, ai rồi? À, của chị Hồng Khuyên phải không? Rồi của chị Chi Trần nè. Chị Chi Trần một áo nè. Áo Nguyễn Khang lấy LB nè.
chi tròn à. In chi tròn 200 nè. Rồi, áo Nguyễn Khang là LB nè. Nguyễn Khang bên này nè, đó in hết rồi đó. Chi tròn là cái đang cầm, để qua một bên đây. Dạ chị Nhi Nguyễn. Không, mặc về vừa lắm chị, em chưa tính độ co giãn mà chị, thật sự luôn. Chị mai mốt chị đi kiếm con áo trắng khoác này làm gì có vải co giãn. Đa số cái hàng của tụi và tuổi tin tụi trên mạng là nó lấy cái hàng mà zin không co giãn á. Ha, nó lấy. Ok, bộ phèo. Rồi, của chị Nhi Nguyễn một con nè. Của chế Minh Đòn một con nè. Rồi, Nhi Nguyễn một con in rồi đó. Nhi Nguyễn một con nè. Chế Minh Đòn một con nè. Dạ đơn hôm qua đi rồi sao lấy lại được chị, đơn này để dùng đơn sau nha chị Chi. À, áo khoác trắng 90kg hết rồi chị ơi, hết sạch rồi. Nè tí xíu nữa thằng này nó cũng bị ăn đòn rồi, tại vì bữa trước á, bữa trước là nó nói là còn một bao, mấy chị đợi em xuống em kiếm mà, đã trước không nó cũng ăn hạ đạn với tụi à. Tôi nói là phát một mà tôi nói còn là còn, trước không nó cũng bị ăn đạn với tụi à. Tí xíu ý Yên bán cho mấy chị bộ Vidama nè. Dạ bộ này là 170 nè. Tí xíu ý Yên bán cho 170, 180, 190 gì đó. Tí xíu ý Yên bán cho bộ Vidama cho mấy chị 90 ngàn. Ý Yên lỗ một loài bản họng luôn. Vidama vải co giãn. Vidama vải co giãn. Hình như chị Trần Tuyền này là phải năm ngoái mà gửi đồ em bán lấy tiền đi từ thiện không ta. Tại hổm giờ, hổm giờ chị Tuyền thay cái hình nền cái em nó, ủa chị Tuyền nào đây mà sao thường xuyên mua em dữ. Phải chị Tuyền đó không ta? Trần Tuyền một áo nè, Phương Đô một áo nè. Trần Tuyền một áo nè, Phương Đô một áo. Đầm đầm đen body có áo khoác 82 đó, chị Nguyễn Ngọc Phương Thảo mẫu ở sau á. Mà vải đẹp lắm chị Thảo ơi. Chị Thảo mà chốt con này về là chị Thảo bị ghiền á, chị in cho tay. Trần Tuyền với lại Phương Đô phải không? Ừ. Dạ Nguyễn Ngọc Phương Thảo đếm cho coi nè. La chậm chậm nha mấy chị. Hình như có những ngày mà dậy không nổi mà làm không nổi luôn á. Thiệt mấy chị không biết có triệu chứng đó không chứ. Em nói chị Thảo là cái vải của cái con đầm này đẹp lắm ha. Riêng xanh là size 70 đến 85, dưới 85 kg. À, có những cái con đầm body khi mấy chị mặc lên cái form á ha. Nó vải nó co giãn mà nó cái độ form nó đã lắm, để tí em kéo cho. Và khi mấy chị mặc lên thì mấy chị cột cái con áo khoác này vô nè. Mấy chị cột cái con áo khoác này vô, em nói mấy chị đẹp giả mang ngon ngang luôn. Áo khoác này nó làm đẹp lắm Thảo. Đây nè, Thảo coi vải cũng cái đầm body nè, đã không? Rồi Thảo coi cái áo khoác nè. Mà đầm này hai món mà có 250 ngàn à Thảo. Hai món mà có 200, dài qua gối Yên mới 67 mặc dài qua gối. Nè xinh không? Quá trời xinh luôn á. Hả? Quá trời là xinh. Hai món mà nó chỉ có 250 ngàn thôi, còn cái đầm caro và có áo khoác khỉ á, thì hai món nó tới 280 ha. Không có bán riêng chị. Em rin xanh của Minh Đòn 200. Cái hàng này là hàng độc nè chị Minh, chị Minh Đòn. Hàng này hàng độc nè ha. Hàng này đã lắm. À, khoác trắng 80kg có chị Trương tiếp thu. Dạ lấy 82kg thôi, lấy size XL mặc cho nó ôm, cho nó đẹp Thảo. Hay là Thảo muốn rộng rãi thoải mái. 200 của chị Minh Đòn. Tại vì 82kg em cao nhiêu? Tại 82kg á là nếu mà lấy hay thì em hơi rộng tí, hơi rộng. Có nghĩa là nó thoải mái tí á. Đó, còn nếu mà lấy XL á chị nghe nè chị Nguyễn Hạnh ơi. Thấy chị Nguyễn Hạnh, em thấy chị Nguyễn Hạnh. Một đầm đen khoác XL của chị Nguyễn Khang tí ơi, XL của Nguyễn Khang. Đầm đen khoác. Lấy XL đi. Mặc ôm cho nó đẹp, ôm mà nó không có mập nha Thảo. Riêng mẫu đầm nào Yên không dám nói, riêng mẫu này, mẫu đầm có áo khoác này mấy chị mê lắm nha. Nguyễn Khang 250. Để bữa trước may một lọt áo khoác đó rồi, để mai mốt kêu xưởng nó may áo khoác đó. Lấy cho em cái quần rin dài size nhiêu chị Hạnh ơi, Nguyễn Hạnh size nhiêu? Nguyễn Khang XL nè. Nguyễn Khang XL, với lại lấy cho Nguyễn Ngọc Phương Thảo cái XL nữa. Nguyễn Ngọc Phương Thảo cái XL nữa. Ok vợ phèo, còn cái bài nè vợ phèo. Dạ là lấy một cái XL với lấy cái hầy cho chị Phương Đô luôn ti. Gọi tên em đi Dung Khùng.
gọi vừa lòng em chưa? Để em coi thử. Ở trên đó mình còn ba quần jean dài tây. Nguyễn Ngọc Phương Thảo XL. In này đã in chưa? In cho mềm ấy. Rồi Nguyễn Ngọc Phương Thảo XL này em bỏ vô Nguyễn Ngọc Phương Thảo XL. Hồi nãy giờ Nguyễn Ngọc Phương Thảo đây khách cũ á, khách mới đây. À, 82 kg. 82 kg. 1m64. Nguyễn Ngọc Phương Thảo. Rồi còn một cái của chị Phương Đô. In đây. Phương Thảo nha. Rồi. Phương Đô 250. Mình nghĩ rồi quay quên xin địa chỉ số phòng của chị Mai luôn đấy. Dạ chị ở đây dạ dành cho em. Nói gì đợi em một phút. Tại khách đặt hàng á. À, lấy em thêm cái hồng bay nè, vậy lấy em cái đầm đen. À, hồng bay 80 ngàn của vợ Phèo nè, rồi lấy chị rồi. À, áo à, lấy áo khoác trắng của chị Trương Tiết Thu. À, đưa lên đúng chiều cao cân nặng nha, khỏi trừ heo nha. Chị Mai Nguyễn ơi, chị còn ở đây, chị về cho em xin địa chỉ số điện thoại nha chị ơi. Chị Mai Nguyễn ơi, còn ở đây không, vào cho em xin địa chỉ số điện thoại nha chị. Trời ơi má ơi, đâu mất cái áo khoác rồi. Dạ em mới nuốt cái áo khoác rồi, áo à, áo khoác trắng của chị Trương Tiết Thu nè. Trương Tiết Thu. Trương Tiết Thu in chưa? XL. XL là 70 đến 80 kg mà chị kêu em 82 kg mà em lấy size 80 kg mà chị còn sò rộng. Giờ chị chốt đúng chiều cao cân nặng của chị cho em đi để em lấy size cho chị khỏi còn trừ hao ngược lại em. Chặt rộng ý yên tự đổi size không tính ship. Mắc gì mấy chị phải đi trừ hao, mấy chị đi trừ hao rồi em á em bán trong cái khuôn trừ hao đó rồi nó lại rộng của mấy chị nữa là có phải phiền không? Đưa đúng chiều cao cân nặng, ví dụ chị ơi em bị mập cái mu, chị ơi em bị mập cái nách, chị ơi em bị mập cái vú trái, cái vú phải nó teo bằng cái hột lựu. Làm ơn nói rõ hiện trường cho em để em biết em bắt tội phạm cho nó dính nha mấy chị. Kêu hai người yêu gọi tên em đi, rảnh rồi rảnh rồi rảnh rồi. Mua cái đầm tặng đi. Ừ 80 kg mét 64 là lấy đúng nha. Lấy đúng giùm cho tôi. Lấy đúng nha. Dạ đầm body mà mấy nè, chút nữa xong mới like á. Nhắn tin cho em đi, à lo cho em hả Hạnh rồi ti. Đi lên lấy coi thử cái bao quần rinh dài rồi. Còn được mấy cái, sale 190 cho hết luôn. Không biết. Ấy hình như tôi mặc áo lộn mà sao á. Dạ đầm body. Đừng có cho địa chỉ số điện thoại trên này nha. Để cho trong tin nhắn đi. Em còn mấy cái chín tóc 78 kg mặc 35 cũng được mà mặc 36 cũng được ha. Cái mày. Ý lành để yêu. Trời ơi phải nói rõ hiện trường. Tại vì biết sao. Hồi bữa em bán cho bạn của ba em. Bạn của ba em một cái đầm. Cổ có 72 kg, cổ trừ hao lên 80. Cổ trừ hao lên 80 thì khi mặc đầm Việt Nam xuất khẩu thì cái đó có thể 80 kg cũng được mà 85 kg cũng được thì thành ra mình đưa tới cái nó dao động tới 85-88 kg thành ra chị thấy không, cái quãng đường mà 18 kg là nó tới 18 rổ thịt lận chị. Áo khoác không có bán riêng, bữa nào em may em bán riêng cho chị Diệp Kim Chi. Dạ quần dài giờ còn 2 con, một con 32 bán 270 bán sale cho 190 nè, một con 32 và một con 34 75 kg. Chị nào cao cao một chút thì lấy 34 được nè. Còn hai con quần dài ai hốt giùm em ơi. Con này dưới 67 kg, 270 siêu 190 đó. Chứ hàng quần rin là đợi quần về nha. Em đang về lô quần đen đẹp lắm. Quần đùi đang về luôn chị. Sau đặt đang. Trời ơi chị bé Phạm. Cái đầm ba nút của chị bé Phạm mà đưa qua lộn tới chị vậy. Chị tài lê. Trời má ơi là má. Trời ơi là trời. Lấy 34 cho Nguyễn Hạnh siêu 190 nè. Dạ để em lựa đầm ba nút lại cho chế nha. Rồi ti ra sau lựa cái đầm Việt Nam. Bữa nay đầm Việt Nam xuất khẩu nhiều lắm Dung. Rồi của chị Nguyễn Hạnh nè. Rồi Bình Dương 368-190. Đây để em lấy cho chị bé Phạm. Ti ra kiếm cái đầm sơ mi ba nút quen. Sơ mi ba nút. Quần dài nó còn cái size. Quần dài nó còn cái có đồ nào màu sáng không? Có chị. Trời hôm nay này, vô trễ quá, áo 80 ngàn mà vải đẹp quá. Đấy trời hả? Nè treo này lên đi. Không đầm mà đầm Việt Nam xuất khẩu ba nút quán đầm sơ mi á, kiếm lại giao lại cho chị bé Phạm không tính ship kìa. Ngồi im đi, em kéo cái bao pyjama vải co giãn 4 chiều xuống em sale cho 90 ngàn, khỏi sale 100 ngàn nha mấy chị. Ngồi im đi. Eo 88 chị Minh lấy quần 32 được nha chị Minh ơi. Eo 88 chị Minh lấy quần 32 được nha chị Minh ơi. 32 của chị Nguyễn Thị Tuyết Minh nè. Nguyễn Thị Tuyết Minh 190 ngàn. Đây nè chị cho đây. Cái nào đây nè, đây
Hôm qua nó về đầm sơ mi thêm nữa đó chị. Nè đầm ba nút kiếm size 10 hoặc 12. Hôm qua ghi kia để từ chị kiếm cho tôi nó không nó lộn nữa. Cái đây của ai? À, của chị của chị mà in rồi đó. 190. Vì cái bill của chị bé Phạm không tính ship nha, tính ship xuống bà quýnh lên trụ điện ở luôn á. Mấy chị đừng nôn nha, em ra cái bao pyjama này là mấy chị ghiền. Quỷ gì em, quỷ Dung ngồi im ở đây. Tao lên cho cái bộ pyjama LV này nè. Ngồi im đừng có nhúc nhích cục cửa, tao nã đạn liền. Nghĩ sao mà ghi cái đầm cho bé Phạm mà đi giao qua cho tài Lê. Thiệt á. Cái em la ổng, cái ổng lên như cờ mắt cán gì á chị. Tao kêu rầu người ta giận rồi, người ta không lấy rồi mình ăn cái gì? Mình ăn cứt trộn xà lách mình sống hả? La hoài luôn á chị. Thiệt, em la ổng hoài luôn á. Đi vô kiếm cái bao đó ra đi. Đổ cái bao đó ra kiếm. Dựng cái bao kia lên. Thiệt đó chứ. Phải không phải em cho ăn cứt trộn xà lách hết nhà luôn chứ. Size số 10 nè chị. Chị bé Phạm có lấy luôn không nè. 250 mà đẹp không chị, size số 10 nè. Trời ơi má ơi, 60-70kg nè bé Phạm ơi. Tao nói giải này nó đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi, rừng cọ đồ chè tiều teo chém teo. 10-12 gì cũng được. Nắng chói sông lô hà ô đổ nợ. Nhiều cái câu thiệt mệt mỏi. Nè em có đầm hoa đen nữa nè. Đầm hoa đen này có size từ số 8 tới size 20 nha. Cho nên chế nào chốt đầm hoa đen chốt giùm cho em. Vui chốt cũng được nè, em vui đâu rồi. Em vui đâu rồi. Em vui ơi, mai qua nhà chơi nha em vui. Mai qua nhà chơi 19 cũng ông nội qua nhà chơi luôn. Nói chung là từ đây tới ngày 19 là qua từ từ đi. Qua nhậu với Tuy từ từ cho bữa giờ nó không được nhậu. Đầm hoa đen này cũng 250 ngàn nè mấy chị. Đạo đi em lên mã cho hôm nay em về đồ đẹp không. Nhiều lắm nó tổng cộng 3 bao lận á Tuy à. 3 bao lận á. Pyjama màu nó màu gì ta. Nó màu màu đầm đen trên hình đi. À đầm đen trên hình mà chị hỏi em á hả. Trời ơi yên mặt đầm đó hơi bị đẹp nha chị. Đầm đó mấy lớp? Ở trên là không có lớp đầm đen hoa phải không? Ở trên nó không có lớp ấy mà ở dưới nó có lớp ấy nha. À ở trên không có lớp ấy mà ở dưới có lớp ấy, hiểu chưa? Uống miếng nước rồi mấy chị. Cho uống miếng nước rồi ngang rồi mình quất tiếp nha. Trời đầm đen trên hình chị Phượng chất mặt vô là say sẩm Bồ Tát liền. Đợi em chút. Có chưa? Còn chưa có, đợi tí thôi chị gửi cho bé Phạm cho. Tuy lấy cái đầm nút mà hồi nãy Tuy lấy ra bên hông nè. Lấy đi cho chị bé, chị Phượng chất coi. Đây nha chị, nó có size từ 60-100kg luôn nha chị ơi. Nó có cộng dây nịt bùng nữa nè. Bây giờ chị Minh phải đợi hàng về. Đó, bình thường nó chỉ 5 vậy nhìn nó gì. Có cộng dây nịt bùng nữa nè. Em nói với chị Phượng chất là cái ngày mà em test gặp con đầm này nè, em mê lắm. Vậy ở trước nó có cái gì đây? Nó có xí không? À, là mấy. Nó có các âm, nó có xỉa tà nó trước á. Nó có xỉa tà trước cái gì? Nó có khi mấy chị mặc ôm body là nó sẽ có xỉa tà trước. Nó làm cho mấy chị quyến rũ lắm. Quyến rũ bờ mông và cong cong bờ môi lắm mấy chị ha. Đó cho nên mấy chị muốn chốt. Ở giữa là con bách nịt mà con này nó có đục khoen nha mấy chị nè. Chân dài quyến rũ bờ mông đó. Đây nè. Đó đúng rồi đó, số 10 quốc. Của ai? Của chị xé giữa. Trời. Nè tại vì nếu không xé đít thì nó xé giữa thôi. Nhưng mà con này mặc form lên đẹp lắm. Nhất là những chị 100kg nha. Em có một con áo rin nè dưới 75kg. 220 siêu cho 100 ngàn còn con. Ai chốt giùm em 60-75kg. Của ai? Bé Phạm. À bé Phạm cứ xí giữa nữa. Ghi là không tính ship vô nha. Ừ. Ghi là còn không lấy cái bịch vàng. Nhiều. À, xí giữa, gì quên. Gì nhiều quên rồi. Nhiều. À, 250. À, chị nào mà chốt áo này chốt giùm em nha. 6 ba. Bây giờ còn size L 60-75kg. Nó có 3 màu, nó có màu môn. Nó có màu môn làng, nó có màu màu hồng em đang mặc. Và nó có màu cam. Đó, chị nào chốt thì chốt lên. Ai mới hỏi áo này đâu mất quên rồi. Còn bè kia thì xí giữa một cười he. Ai quên rồi ta, ai em mới nói đâu. Ai em mới nói. Ai. À, chị Hân ơi. Hân lấy mấy áo này đúng không Hân? Hân Nguyễn, Long An, bạn anh Phước nè. Này phải Hân Nguyễn không ta? À này Hân Nguyễn hả? Hân Nguyễn quần đùi trời yên được không? Sao đây là Hân Nguyễn? Ủa này phải giúp Hân Long An mọc quá không ta? Long An 2B1. Phải mọc quá không ta? Thì thấy Hân Nguyễn nè. Hân ủa sao? À đúng rồi. Hân má Nguyễn. Cái máy tao nó bụi cái dấu nặng đó nè.
Rồi của chị Hân Nguyễn nè, một áo nè Ti, một áo, trời ơi áo này đẹp lắm, hai áo nè, và cánh sen còn không? Ai giấu cánh sen rồi? Ai còn cái cánh sen ở đâu Ti, cái bao áo đó ai giấu của tao rồi? Ai tới này dân mình thì lén luôn á. Rồi vậy là mày chia cái này lên rồi nè Ti à. Rồi em lên tiếp cho mấy chị đầm mới về ngày hôm nay nha. Ủa đâu rồi Ti? Trời ơi, đổi cái cục cái bêu cái này. Trời ơi. Một đầm đen size so, một đầm đen size L sẽ giữa của chị Phượng Trúc nè. Lấy cái này lên luôn Ti. Lấy này xếp chị Phượng Trúc 280. Ủa vậy áo ở đâu hết rồi? Không có chi, nãy là thể xuống không à. Rồi rồi Ti, Ti bỏ cái bao pyjama ngay góc cầu thang lên cho chị nha, để chị xả 90 ngàn. Rồi, vậy là hai cái đây trước đi. Rồi hai đây trước đi. Rồi để tôi xuống thay cái áo cam mà. Ủa một đống áo lần mà nãy giờ có bán cho ai đâu ta? Chưa hề bán cho ai bill nào luôn á. Rồi lấy cho chị cái đó trước, để chị xuống thì thay cái áo cam này nè. Giờ mình xuống mình thay áo tím đi. Mà mình xuống mình thay áo tím này ha. Rồi Nguyễn Ngọc Phương Thảo xin địa chỉ số điện thoại cho vậy. Kiểm tra giờ mày. Cái Phượng Chất là cái đầm này đúng không? Đúng rồi, đầm đó 280 của Phượng Chất. Size L luôn á. Rồi, test đi. Nè cái này của chị Hân nè. Chân dài quyến rũ bờ mông. Đừng xa nghe. Trời ơi, đợt này ra áo thun gân nhiều mẫu đẹp lắm mấy chị. Dạ, đợt này ra áo thun gân nhiều mẫu đẹp lắm nha mấy chị nha. Lẹ người ta đang tắm thì tắm đi. Tắm đi, chút lựa cho hai bộ pyjama. Để lên cái mẫu trước nha. Lên mẫu pyjama, trời ơi má ơi, 180 ngàn của tôi á mấy má. Dạ sale cho mấy má, không nhớ là mình có hàng luôn, like đúng một lần cất luôn. Bà nội cha ngày nào cũng về nhà hàng mới cho like đúng một lần cất luôn, tới giờ luôn. Nè, mà tao nói Dung nghe, vải thun lạnh co giãn 4 chiều đã lắm, nó không phải thun lạnh đâu. Nó là hàng thun của thằng Việt Nam xuất khẩu đó, đó. Đây nè, ngay góc cầu thang một cái bao tải luôn, ngay góc cầu thang luôn. Đây nè mấy chị, pyjama nè, đã không? Mà 90 ngàn một bộ, không mua mua cái gì giờ. Đây, người chốt chục bộ cho em đi, mặc từ từ. Hân Nguyễn lấy bộ này nè. Hân Nguyễn lấy cái bộ này về mặc sướng. Ta nói đẹp vô cùng, tổ quốc ta ơi luôn. Rừng cọ đồi chè tèo teo 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 luôn. Đó, vải đã lắm. Bộ này là 70kg nè. Ai? Ai chốt 70kg chốt giùm em. Rồi bộ này của chị Hương Ngọc nè. Hương Ngọc pyjama, Hương Ngọc size L. Hương Ngọc size L 190 ngàn. Trời ơi em nói vải đẹp lắm nha mấy chị. Vải đẹp lắm. Nó có một màu là lam thảo à. Hàng này 180-200 lận. Nói thiệt lòng á, chứ không phải nói giỡn lòng đâu. Ha, hàng này mà đi kiếm là đừng có nói mà có chứ không có. Không có có, cái pyjama bình thường nó cũng không có giá này nữa. Bây giờ em sale 120 cũng được nữa. Ai sale 100 ngàn đi chị Hương Ngọc ơi, cho em thêm 10 ngàn đi. Còn phụ ship rồi nữa lỗ lòi lòi le ghi 100 ngàn ơi Ti. Trời ơi vải đẹp lắm nha. Chủ yếu là giờ kiếm size bự có không đây nè. 100 ngàn một bộ nha anh chị Hương ơi. Trời ơi ta nói vải đẹp vô số kể luôn mấy chị. Chưa đem về chụp hình, chưa chụp đem bán sale luôn. Mà có nhớ mình có hàng đâu, chụp với không chụp. Tính trời chưa ơi. Bán luôn á. Chưa bán luôn, từ lúc mình Ti tới giờ chưa đụng chưa vô. Bán luôn mấy chị. Từ lúc mình Ti vô tới giờ chưa đụng vô bao này luôn. Em lấy cắt mất tiêu luôn á. Trời mùi gì thơm dữ ta. Có bụng. Được. Cái gì Ti? Mới ăn xong luôn á Ti. Mới ăn xong cơ cứt chưa kịp tiêu luôn á. Hai bộ 80kg của chị Huệ, dạ đợi em. Đừng cho cái gì vậy, đừng xa em đêm nay khi bo mo em đang ở đài. Đưa ly của mày vậy, cho em ly về đây, đưa cái thước dây vậy Ti, chị coi thử viền ngang của dòng vú nhiêu à. Thước dây thằng tấu em đưa chị rồi, chị quăng đâu nữa đâu, nó quăng hoài vậy ta. Chắc đi tấu rồi, đưa hai tay luôn á, đưa hai dây luôn hả? Ừ. Bộ Trần Huy nhiêu ký? Nếu mà em không nhớ, không lầm là chị Trân Huy mà cách đây 2-3 năm mua đồ Yên rất là nhiều luôn á. Này nó có không có size L đâu mấy chị, hàng Việt Nam xuất khẩu đâu có size L đâu, kim cương để đo cho. Để đo cho. Rồi kim cương một bộ nè, 100 ngàn của kim cương.
Mấy chị chốt bộ kèm số ký giùm em nha. Kim cương. Kim cương 100 ngàn. Nếu phải cách xe anh, em chỉ còn bao tô. Keo Ngọc Huệ một bộ nè. Keo Ngọc Huệ một bộ 70kg nhớ rồi. Keo Ngọc Huệ một bộ nè. Những ngày Keo Ngọc Huệ hai bộ nè. Rồi hai bộ của Keo Ngọc Huệ nè. Xin đi trương một bộ nè. Dạ không, không lấy rộng không? Vậy đưa cái bộ 95 này đây Tây. Đưa cái bộ dưới đi. Lấy hai bộ của Keo Ngọc Huệ lấy 90 á Tân con. Bộ dưới á trẻ rồi đây hai bộ của Keo Ngọc Huệ. Hai bộ của Keo Ngọc Huệ nè. Tại con gái chị Keo Ngọc Huệ nó mới lớn á, người nó săn lắm cho nên thôi lấy form đó đi. Dạ rồi E 95 là để lại đây cho nè. Cho anh Dung nè. Có pyjama nha anh Dung. Hồi Tết ngựa ngựa lấy XL đúng rồi. Ngựa ngựa lấy XL. Hôm qua giờ mấy cái áo thun gân là đẹp lắm. Kim cương muốn coi không? Có 80 ngàn cái thôi. Dạ em đang lên pyjama á chị. Đang lên pyjama. Ông chị trả lời mấy cái câu em đang hỏi đi. Tuổi đó cung đó thì hợp với trầm mà phối với đá gì. Bữa trước chị gửi mẫu cho em á. Ối đá gì? Đúng rồi. Dạ đang la chút xíu xong chị Trân Huy lấy bộ nhiêu ký báo giùm em nha chị Trân Huy ơi. À, cái bộ này em không lấy cho chị Hoa Ngờ nha. Xin đi trương một bộ, dớt qua đây. Xin đi trương một bộ. Dạ áo thun qua cách đây nửa tiếng là có khoảng cỡ 7-8 cái size tới 100 ký mà giờ sạch luôn rồi. Nãy giờ phèo vô hốt 3 cái cuối cùng luôn rồi. Chị Trân Lê ơi. Nãy giờ phèo vô hốt 3 cái cuối cùng luôn hả? Rồi chị Đặng Thị Loan, rồi chị Đặng Thị Loan đổi cái đầm trắng này. Dạ, size là tự mấy chị chọn nha, cho nên hình như chị Đặng Thị Loan ở đây còn form. Gì đọc tới đâu rồi ta? Rồi pyjama, có chị nào còn chốt pyjama không? Ủa chị gì qua này? Chị Kim Cương có rồi, chị Cao Ngọc Huệ xin đi trương có chưa? Có đâu. Rồi còn ai nữa chị Trân Huy ơi? Chị Trân, chị bé Phạm nè. Mới mua của Yên 5 cái quần thun tâm bình bùi đặc đẹp lắm. Trời ơi vải đẹp lắm chị. Bộ này hả Trần Quỳnh? Trời ơi cái đó bởi vậy hồi bữa lúc em bán á chị em nói trời ơi bán rồi mai mốt mình đâu có kiếm có để mặc đâu, đâu có kiếm có đâu mấy chị. Nè ý Yên nói nè, trong cái like này chị nào mua được pyjama là chị đó trúng mánh nha. Chớ một tí xíu nữa em xách bộ pyjama này em về đó. Em xách bộ pyjama này em về em chụp hình một phát là nó không có giá này cho mấy chị nha. Nói thiệt á chứ em không có nói giỡn đâu. Tại vì cái giá này chưa bằng cái giá lấy vô luôn. Kèm với cái quần pyjama nè chị. À, mấy hỏi mấy chị có thể hỏi cái size em là kèm cái số ký vô giùm em được không? Nhớ không hết đâu mấy chị. Mấy chị có thể hỏi cái size em kèm cái vô số ký vô để Yên quốc được không mấy chị? Chứ hỏi cái size em rồi không kèm số ký rồi. Ờ à, tại vì á, tại vì cái bộ này mà 100 ngàn là chưa có đủ giá lấy vô đâu. Mặc mà mặc may khi mà cái áo á chị thì nó còn có cái giá này không nha chị. Xin đi trương là chị xin đi trương là hơi bị dễ thương, hơi bị lánh lẹ nè, hơi bị dễ thương nè. Chợ cái này thì không có thể nào mà áo 100 nè. Quần này nhiêu 95kg là không có, có chị có là nó bị ôm. Nếu mà em kiếm được cái size 100 này nè, từ từ nha, size này 100 nè. Nè để chốt cái này cho chị từ từ nha. Để chốt cái này cho chị Lan Ngờ lo gì. Chị gì Ngờ Ngờ hả Tây? Kéo lên Hoa Ngờ. À in chị Hoa Ngờ để chị kiếm cái quần trăm mà chị Hoa Ngờ nữa hả? Ở tại 30 đường rồi. Chị Hoa Ngờ bộ này 100 ngàn nè. Uống đây nhiêu đó thôi. Chị Hoa Ngờ 100 ngàn. À 70kg có vừa vừa nha chị Phạm Hạnh. Năm mới chúc chị mua may bán. Ê có cái chút tỉ là tôi phái rồi nha bà Văn nha. Chị nào mà 90-95kg thì lấy cái bộ size 100 được ha. Nè size 100 nè. Chị nào 90-95kg đâu lấy bộ size 100 nè Trần Quỳnh ơi. Nốt nốt Trần Quỳnh 95kg vô tì. Rồi Trần Quỳnh lấy bộ size lấy bộ size 95kg của Trần Quỳnh nè. Vải đẹp lắm nha. Nè Trần Quỳnh 100 ngàn. 95kg của Trần Quỳnh. 100 70kg có size 10. Đồ đầm thun mặt sao bị sừ lông.
con mèo chứ. Mấy cái bộ đùi mà thể thao để mang với giày á, lấy bộ bà 70kg của Phạm Hạnh nè, Phạm Hạnh Long An bộ 70kg. Đây là dớp đó, bộ size số cho 90, size số 90 cho Phạm Hạnh. Hai bộ 90kg của chị Trần Ánh. Dạ từ từ em kiếm size cho chị Trần Ánh nha. Size trên bộ áo á, 90. Đa số những bộ ngoài đó size 90 không? 90 nè. Rồi 90 của chị Phạm Hạnh, 90 của chị Phạm Ánh. Mặt vừa chị Trân lên nhưng mà hơi ôm tí nha. À dạ em có chốt cho chị. Chị ơi, chị Trần Quỳnh đâu rồi, có ở đây không? Dạ Trần Ánh một bộ nè, kiếm thêm cho một bộ cho chị Trần Ánh nữa nè. Nếu biết ngày mai em lấy chồng, anh về chắc cặt thể chui xong. Rồi hai bộ của chế Trần Ánh nè. Chị Trần Ánh về mặt bộ này phái phái, chạy nước miếng, chạy nước miếng. Để dành mặt cho mai mốt mình đi kiếm. Không có ra giá đó mà cũng không có mẫu đó nha mấy chị ha. Đó, không có bộ đó mà cũng không có giá đó mà cũng không có mẫu đó đâu nha chế. Eo 102m62 của chị Trần Ánh. Chị Trần Ánh còn ốm chán, chị Trần Ánh còn ốm chán luôn á, nói thiệt. Nói cho cái vòng đá mà em hữu duyên 301 là chị nào lấy thì tranh thủ lấy nha. Chứ tại vì có được 8-9 dòng thôi chứ không có nhiều nha mấy chị. À nhưng mà nó đang trên đường về, đang trên đường phi ngựa về nha mấy chị. Nó đang trên đường phi ngựa về cho nên mấy chị nhanh nhanh. Hãy nhanh tay lên nào anh chị em ơi. Kiếm vòng U Linh. Dạ em đang kêu kho kiếm và đan cho chị á. Vòng đá chưa về, em đang kêu kho kiếm và đan cho chị á chị Hammy. Nó kiếm nó đan cho chị Hammy rồi, nó gửi hình qua cho em rồi, em gửi chị nha. Đang nó em kêu nó đang phối cho chị á. Nếu mà 6 ly thì phải mang vòng mà 108 hộp nó mới đẹp chị. Nếu mà 6 ly, hoặc nếu mà 6 ly mà chị muốn mang một vòng á thì chị phải mang 2 chiếc nó mới đẹp. Chứ mang một chiếc là nó hơi bị đá xịn chứ chị. Chị là đá xịn rồi. Còn tại vì á có những cái vòng á, em nói chị, có khi những cái vòng nó gần 1 triệu nhưng mà kho bán hết cái mẫu đá đó thì kho sale lại, giống như vòng trầm nam mà 108 á. Chị nào mà chưa mua vòng trầm nam mà 108 á thì nên lấy cái vòng đó ha. À chị muốn đeo mấy loại viên nhỏ nhưng mà hai vòng rời đúng không? Đưa ti nè mấy chị thấy không, cái này là cái giá em không ý yên không lời 1000 nè, để cho mấy chị mua tặng cho chồng mấy chị. Nó là vòng trầm tóc, nó giá 180 ý yên chưa lời ngàn nào. Còn nếu ý yên gửi hàng cho mấy chị là ý yên phụ ship là tổng cộng 14.000, thì đây là cái 14.000 giống như em trợ duyên nha mấy chị. Hàng này là em lời bình thường nè, còn cái nào mà em bán nó không lời là nó sẽ không lời, khỏi cần nói phét, khỏi cần nói láo. À tính em là vậy á nghe mấy chị, tính em là y chang vậy á ha. Cho nên mấy chị là khỏi cần sở này sở kia. Ví dụ như mấy chị mua đá ở đâu không biết cứ hỏi em, yên không bán cho mấy chị cũng được. Tại ngành đá là ngành tay trái thôi, tại vì em thích thì em bán, em thích thì em này kia khác nợ với mấy chị thôi, thì bán cũng có lời, không ai nói không lời. Nhưng mà giống như cái mặt Phật mà 200.000 hồi bữa em cái chị kia cho thỉnh 12 mặt á, thì giá 200 á là chị đó trợ giá cho mấy chị. Chị nói ừ Yên ơi, Yên cho mấy chị thỉnh cái này trợ giá là cái vòng trắng ở nhà, đem cái hộp đó về với cái hộp này nữa, hai hộp của chị Hammy đã mai sư phụ qua sư phụ trì chú đó. Chút nữa tôi đem cái trầm sánh đó nè, đưa đây trầm sánh, đưa vòng trầm sánh. Cái này đẹp lắm nha chị, vòng trầm tay 65kg vừa chị Trân Lê, mà giá nó giá có 180 mà trời ơi chồng mấy chị đeo là hợp lý luôn. Cái này là của chị, cái này là của chị Hammy Nguyễn, nhưng mà đợi 17 này sư phụ qua nhà em thì sư phụ trì chú cho chị. Dòng này thì giá tiền triệu mấy chị chứ không phải giá 100.000 nha. Cái này là trầm sánh, mà trầm sánh nguyên tảng chứ không phải là trầm sánh dụng nha mấy chị.
Nhưng mà đeo con này đẹp lắm mấy chị coi nè. Năm này là nó theo cái tông đậm á, cho nên mẫu lên đẹp không? Mẫu lên đẹp quá trời. Cái này nam mang cũng đẹp mà nữ mang cũng đẹp. Cho chị Trăng lên một vòng trầm. Vòng tròn này không? Đây bao nhiêu của chị Trăng lên nè? Chị U Linh ngũ sắc mà lấy 6 ly thôi mà chị kết hợp làm sao mà nó ra cho em là có cham đồ vô luôn mà đẹp đẹp vậy nha. Mà U Linh ngũ sắc đúng, U Linh ngũ sắc xịn sò đó. Màu giống như của tay của em đang đeo á. Chị Trăng lên hỏi. À, trầm tóc chị. Trầm tóc nó khác với trầm sánh nha chị. Đây là trầm tóc. Trầm tóc của chị Trăng Lê nè. Cái hàng này là không lời nha. Hàng này là kho, hồi bữa kho nó đưa em có 6 chiếc là còn lại của kho qua mẫu đó. Còn cái này bỏ lên cho chị Hà My nè, 180 của chị Trăng Lan. Rồi mấy chị, bây giờ em lên mã đầm mới cho mấy chị nha. Mã Ri Rama em bỏ qua bên nè. Em lên mã đầm mới ngày hôm nay, một bao tải mới về cho mấy chị. Uống miếng nước rồi lên nha. Còn chị nào mà chưa chốt áo khoác rin thì chốt. Nói chung là mấy chị cứ từ từ mua. Nhà bên em bữa nay cũng không có căng thẳng, tại vì là bữa nay em tháng này nữa là em trả nhà này rồi, cho nên là nhân viên cũng không nhiều, chỉ có bé Bi với anh Ti với bé Quỳnh thôi, cho nên là mười mấy triệu cái đó thì được, cho nên là cứ bán từ từ chậm chậm. Với mấy bữa em áp lực cho bản thân em nhiều quá, tại vì tháng hai nhà là 6-7-80 triệu, có kể cả ông nội bệnh nữa, cho nên mình áp lực. Cái giờ là không áp lực ha. Ví dụ như mấy chị còn hàng gì vô nói em đi kiếm nha. Không biết mấy chị sao với em á, thì quậy là dưới lên tim. Cái mày hút ở trên không mà biểu thì nó không lạ. Mày điên quá. Rồi lên đồ mới về nha. Đưa móc gỗ tới ngay tay nè. Trầm của chị Trân Lê là trầm tóc ha. Rồi lên mã đầm cho mấy chị nè. Dạ 300 ngàn nha. Dạ 300 ngàn đồng 6 nút. Ê coi phơm nè chị Nguyên Phạm. Có chị Nguyên Phạm ở đây không? Chị Nguyên Phạm ơi coi phơm nè. Chị bé Phạm ơi. Trời má ơi hôm nay về mẫu đầm đẹp. Từ từ em coi lại nha. Mấy chị từ từ em coi lại giá cái nha mấy chị. Em coi lại giá rồi em bán cho mấy chị cho đàng hoàng cho ra con người nha. Dạ đầm 6 nút 280 ngàn chị. Dạ đầm 6 nút 280 ngàn mà hình như nhiều màu quá sao quá mấy chị à. 280 ngàn đầm 6 nút mấy chị coi phơm nè. Bà nội cha coi nó xếp ly ở dưới và 6 nút hàng Việt Nam xuất khẩu nè. Hàng Việt Nam xuất khẩu thì nó sẽ có size 8, size 10, 12, 14, 16, 18 và 20. Là nó tương đương 60kg đến 100kg nha mấy chị nha. Rồi cái này là màu xanh nè. Để em kiếm thêm màu nha. Đưa đưa đứng lại lại hai cái móc gỗ nữa đi. Màu này là màu đen nè. Trời ơi hôm nay đầm đẹp không mấy chị. Màu này là màu đen nè, vải co giãn nha. Lấy hai ba cái móc gỗ lại. Màu này là màu đen. Chế nào chốt màu đen, chốt lên giúp giùm em màu đen coi thử con màu gì đi mà hình như còn màu hồng nữa sao. Dạ nó có ba màu mấy chị, màu xanh, màu đen và màu hồng mấy chị ơi. Lấy kiếm cái nhỏ nhỏ đi. Và màu hồng. Chị nào chốt đen, xanh, hồng thì chốt giùm em ba màu nha mấy chị nha. Màu đen, màu xanh và màu hồng. Ai chốt thì chốt lên giúp em. Nó có đủ size nha mấy chị. Size bao nhiêu ký thì comment lên giúp giùm em. Size bấy nhiêu ký. 12, nó có đầy đủ size từ size 8. Màu này năm nay là thịnh nè. Màu hồng nãy em mặc nè. Đợt lắm. Màu này là năm nay là màu thịnh nè. Ủa đâu mất tiêu hết, đi ngủ hết rồi hả? Không biết anh nói chuyện quá. Alo. Ole. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Alo. Mấy chị ơi, mấy chị có ở đây không? Trời ơi. Trời má ơi lên đầm đẹp không ai nói chuyện luôn. Alo. Alo, chim sẻ gọi đại bàng có ở đây lên tiếng trả lời em cái với chị ơi. Alo, chim sẻ gọi đại bàng. Alo, đại bàng ở đây có ở đây làm ơn bóc giùm em đi một cái. Nói chuyện để đừng cho mình nói chuyện mình.
Nói chuyện với em hay đừng để em nói chuyện mình hồi em tụt quần đi vòng vòng ngoài đường á nha. Alo. Alo 1234543321. Alo. Không có nha, đó giờ chốt giùm cái đi Dung ơi. Ờ Dung ơi, Dung lấy pyjama kia LV với lại LV xanh với LV trắng đi đô la. Ủa lộn Dung, Dung lộn. Dung lộn vô đô la con điên. Em lên cho mấy chị một đầm mã ô một mã đầm đi tiệc nè, đầm này 300. Đầm này 300 nha mấy chị. Đầm này là kim tiến ánh kim bạc. Trời đất quỷ thần ơi. Lấy pyjama em cũng coi nha. Ờ lấy pyjama size số 2 á. Lên nè, xuất sắc không? Màu này nó là màu gì mấy chị? Màu này là màu kim xe hoặc lụ hoặc ý hoặc mi gì đó. Ai ra thèm móc, ai quá lột kêu. Ai cần móc? Ai cần móc thì qua nhà em nha. Lấy bộ pyjama đi. Pyjama của Dung nè, 190 nè. Pyjama 190 nè. Đó, pyjama 190 size của Dung nè, 90kg trở xuống nè. Đó, pyjama LV 190. Chị nào chốt pyjama LV 190 chốt giùm em. Và nó còn một màu nữa là màu trắng đen. Đó, 190 á. Chị nào chốt pyjama 190 thì chốt lên giúp giùm cho em pyjama 190 nha quý vị. 190.000 pyjama. Ai chốt lên giúp giùm cho em pyjama 190. Dạ đầm đi tiệc này 300 size số 10 nè. Size số 8 nè. Size số 10 nè quý vị. Đo vòng ngực giùm. Ngực đo vòng ngực giùm cho bé Dung. Rồi thước dây. Vòng ngực này là vòng ngực thoải mái. Vivu. Vú bự quá nha Dung nha. Vú quá bự đi nha. Đề nghị là vú nhỏ nhỏ lại nha. Dạ dòng ngực này là gần 130. 130 chị Dung ơi. Dòng ngực này thoải mái 130 ok chưa. Đây là dành cho những chị vú chà ba lửa. Không phải ví dụ như ngực 130 là vú mấy chị 120, 125 mặc được rồi nha. Đừng 130. 130 nó bị bó con vú nha. Con này size 4. Con này size 6. Dạ chị bộ pyjama đang cầm. Ok chị Phương Đô, 190 của chế Phương Đô. Nếu bài cách xa anh em chỉ con bao nè chị Phương Đô lấy thêm bộ này nữa nè. Ok vú chà bá lửa của Dung. Rồi Dung Nguyễn một bộ 190. Đợi ngày mà 17 qua nhà lấy luôn. Rồi Dung Nguyễn 190.000. Hết size lớn rồi chị, bây giờ nó còn size 60 đến 75 kỹ vậy. Nè đang đợi đang về nữa nha. Đợi đang về nữa. Đang về cái tại vì ba cái đó tới ba cây vải rồi. Rồi của chế Thảo Hồ 190. Em lên cho bộ này cho chị Thảo Đô nè, hốt nè. Vải đẹp lắm mấy chị. À Phương Đô chứ. Bộ này vải đẹp lắm nè chị Dung đồ. Bộ này vải đẹp lắm nè chị Phương Đô. Mà đẹp lắm nè chị Thảo Hồ. À đó. Dạ có hai mẫu tại em về thử cái hàng Quảng Châu của thử nó ra sao quá chị. Tại đợt trước về bộ ngủ cái nó kêu là 80-90-100 kg. Mà cuối cùng em về có 40-50-60-70 kg đó, cho nên đâu có dám về nhiều chị Phương Đô. Cho nên mấy chị cứ đợi em nha, không dám về nhiều. Mà mẫu này về thử cho nên bán giá thử nó cũng hơi mềm. Cái lần sau về thì em bán 201 cho mấy chị nha. Tại vì vải mango quá cho nên nó rất là đẻ nha chị. Nó rất là đẻ ha. Cho nên chị nào chốt thì chốt lên giúp giùm em, nó rất là đẻ. Ha, đẻ dữ dằn lắm. Nhớ đến em lòng này nhớ đến em. Rồi còn bao đầm nữa nè. Rồi còn bao đầm hàng gì về, hàng đi tiệc về nè mấy chị ơi. Trời má ơi đầm này 300 mà đẹp lắm nha. Được. Đầm này 300 mà đẹp lắm luôn á, em nói thiệt. Móc đâu tôi mới để móc đâu, đưa móc này. Thôi để lấy đây cũng được. Đầm dài không chị? Đầm đó dài tới phủ mắt cá luôn á, Nguyễn Nhi. Cái đầm đó mà để đi tiệc một phát, nhưng mà hay lắm. Cái hàng Việt Nam nó may hay lắm, mấy chị nó may không có mặt nè. Mấy chị chốt đầm này để đi tiệc mà nghe lời tôi đi có 300 mà. Nghe lời tôi đi chốt đầm này đi tiệc nè. Size 12 dưới 73 kg nè. Trời ơi đẹp không mấy chị? Hơi bị đẹp nha. Để chúng em quay camera em coi thằng khùng này nè. Size 12 hơi bị đẹp. Tuy đứng dậy soạn chị một cái đầm này size 16 bỏ ra nè. Để gì chụp hình nè. Dạ kim tuyến đen nè.
Má ơi, kim tuyến đen size 12 nè mấy chị đẹp không? Bà nậu cha nó giờ hiện có chưa có mặt chụp hình được đâu. Đẹp không mấy chị? Má hàng Việt Nam xuất khẩu nó mây mê thiệt đó chứ. Mà có 300 ngàn à. Có 300 ngàn một con thôi quý vị à. Kiếm size 16 đi. Chị nhận được hàng rồi, hàng đẹp. Có hai cái áo ôm quá, có size lớn đổi giùm chị được em. Dạ chụp hình qua tin nhắn ý Yên đi. Yên coi thử có size không hay là mã gì. Nè cái này size 16 nè. Chế nào mà bằng ký Yên 80kg lấy cái con, lấy cái con đầm này nè. Về mặt để dành đi tiệc nha. 16 đúng không? Đầm đầu của Dung Nguyễn. Được cái đầm đầu đi. Có size 16, 18 không? Em thấy có từ 16 đến 14 á. Cái đầm này hả Dung hả? Có tay nè. Có tay con mà đều không có size lớn. Để con Ti nó kiếm thử có size lớn không? Tại vì nó có size từ số 4. 16 nè chị. Nó có size 16 á Dung lấy được không? Nó có size 16 á, lấy 16 để đây chút chị chụp hình. Ừ. Nè. Đó. Nó có từ size số 4 nè. Tay của nó là số 4 đến size 16. Tay của nó nè Dung. Đó. Tay của nó này. Mà có 300 à. Bỏ bơi nha. À, đo vòng ngực 16 thử. Cần gì đo vòng ngực 16 thử. Chốt cho anh Dung ơi, lấy cái 16 rồi để chút gì chị chụp hình xong chốt cho anh Dung ơi. Đó, để nó qua anh, nó thử. Để chị chụp cái à. Chốt. Ừ. Ừ, nhớ chốt cái đó cho Dung nghe để 17 nó qua nó thử tại 17 chưa vụ qua. Này cái này 16 nè Ti. 16. Nhưng mà màu đen thì nó thường lắm anh em không có lấy màu đen. Còn màu trắng thì kiểu nó màu dơ. À, mình thích cái màu xanh đó chứ màu trắng thì nhìn nó màu dơ lắm. Màu trắng thì màu dơ, còn màu đen thì em không thích đó. Thôi lấy màu trắng đi ha. Vậy thôi anh giao qua cho em màu trắng đi. Mua cả giao quay tại nhà luôn hả? Chết trời. Không vừa thì chị mặc. Áo tím sao không lấy cho em? Áo tím còn size lớn đâu lấy cho em. Đầm tay con 70kg từ từ nha. Đầm tay con 70kg là đầm kim tuyến dài á, hỏi chị Lam Thảo. Là đầm ý Yên mới đưa lên này á, phải không chị? Là đầm, trời ơi, đầm này mấy chị đi chị. Nó may cái vải này nè. Cái vải này thằng Việt Nam mình nó, thằng hàng xưởng mình chưa bao giờ dám may đâu. Tại vì khi mà nó lên cái chất thun này á, nó không phải là hàng, nó không có phải là dùng từ sao ta, nó không phải là cái hàng Việt Nam xuất khẩu. Nó may lên nó không có đã bằng cái thằng Việt Nam xuất khẩu nó may đâu mấy chị. Cho nên thằng này khi mấy chị may lên nó làm form đẹp lắm. Nó làm cái form này đẹp lắm. Lấy size số 12 cho chị Lam Thảo đi xem. 300. Trời ơi đợi về đi. Tại vì cái cây vải đi nó ra tới mấy trăm cái mà tới 4-5 mẫu lần, đợi về từ từ nghe. Mà riêng ba màu này thì bán ra giá nó nằm tầm, đợi coi thử con kho nó lên giá bao nhiêu thì tôi sẽ bán cho mấy chị giá nhiêu. 12 của... Tại vì ba cây vải này của con kho nó bị bơm. 12 của chị Lam Thảo nhiêu tiền? Phải 12 của chị Lam Thảo 300. Bây giờ chỉ còn size màu tím với màu cam là size này thôi. Size của Yên thôi là 60 đến 75 kg thôi. Ha. Cái mẫu này nó cũng đẹp nè chị Lam Thảo, tính ra mấy mẫu này hôm nay bán 300 là mấy chị mà mấy chị trúng một khúc à. Nói thiệt mà, tại vì khi mà nó làm cái nhíu với cái cổ đổ này lên ấy, mấy chị nhìn cái form nó hay lắm. Mấy chị nhìn cái form nó sang và nó hay lắm nè. Không, hôm nay kho nó đưa xuống mấy cái mẫu đầm dễ thương lắm, màu này là màu xám nè. Màu này là màu xám, màu này có size 18 nè. Để tí chị về chị mặc thử mẫu đầm đó rồi chị báo. 366kg của Nguyễn Linh. Dạ ok. 366kg Ti kiếm size số 10. 66kg cao nhiêu chị Linh ơi? Kiếm size số 10 cho chị Linh. Nếu mà chị Linh lỡ dưới 1m55 thì chị Linh phải báo em nha. Trời ơi, coi kìa xong rồi hả con? Xong đấy con lấy thuốc chưa? Chưa thôi mai đêm cũng được. Quê mà cũng nay quê em kêu chi vậy? 300 của chị Nguyễn Linh. Rồi inbox xin địa chỉ xong rồi.
À đẹp mà, đẹp mà em cũng ưng. Nó không phải là tay sát đâu nha chị. Nó là giống như là kiểu gì nè. Để tí nữa về em mặc em chụp hình lên rồi chị coi ha. Rồi mã này là mã. Mã này là xanh, mã này là mã bạc nè, mã bạc này tới size 18 quy lận là 99 mấy ký ha. Để tí nữa em mặc mấy mẫu này lên là mấy chị biết liền à. Mấy chị biết là ưng hay không ưng liền ha. Ưng hay không ưng là biết liền. Nè size 14 nè. Ồ đẹp không? Chị nào mà dưới 7-7-8 kg là hút cái con 14 này là mê mặn lắm luôn. Tối 8:30 Ý Yên có like nha. Mấy chị nhớ theo dõi like Ý Yên nha. Tại like chứ ngày mai ngày mốt bữa kia là cúng ông nội đó. Là phải ấy 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 rồi ấy á mấy chị à. Đó. Cho nên là 18 mà đẹp ghê không? Đó 18 á. Cho em size 8 nha chị. Chị Linh ơi em sợ chị. À 1m65 hả? Size 8 rồi đổi đầm đã size 8 với chị Linh đi. Dài 8 đúng không? Size 8 đổi cho chị Linh hồi nãy hay không? Cái đầm của chị Linh kìa số 10 kìa đổi size 8 cho chị Linh. Bây giờ em tìm cái size 8 em tìm đổi chứ. Em sợ là cái phơi này nó hơi bị bé nha chị. Mày không sợ tao cưng mày không? Ủa tiền góp là 180% một năm là nhiêu ta? 180% một năm. Hèn chi ta chỉ câu hết rồi. Để gần dạ đợi em chút chị. Đây gần sắp đấu tiền góp luôn hả? Ủa gấp đôi tiền gốc chứ gần gấp đôi gì nữa thằng điên. Thì gần... Là nó 18 luôn đó. Dạ đợi chút em kiếm thì có size số 8 không chị? Chứ tại vì cái phơ này nó hơi nhỏ. Không có size số 8. Ờ hơn gấp đôi ấy chứ Dung. Không có size số 8 nha chị. Không có size. Lấy size số 10 được không chị Linh? Tại vì cái phơ này nó hơi bé hơn. Cho nên cái đầm kia em phải để riêng là tí xíu về em mặc rồi em mới trả lời con Dung được đó mấy chị. Dạ số 10 được không chị Linh? Nó có 4, có 6, không có 8, kiểm tra lần nữa đi. Không có 8. Không có 8. Có 10 nè. 10, 14, 6, 4, 12, 16. Trời ơi mấy cái này mà không có bà chị gì mấy bữa hay size 45, 50kg chị Hằng hả? Hằng gì á, Hằng gì á? Hằng Lê Lê á. Dạ rồi Yên lên lại 3 mẫu đầm này cho mấy chị. Dạ số 10 được không chị Linh ơi? Chị Linh ơi số 10 được không thì báo em đầm này 280 nè. Đầm này em có đủ size và 3 màu nghe mấy chị. Tây kiếm 3 cái đầm này size 16 chị. Đầm này em có đủ size và 3 màu và mấy chị coi cái phơm dưới nó may đẹp lắm. Chị Nguyên Phạm đâu rồi? Đây nè. Xuất sắc không mấy chị? Nó có màu xanh coban. Nó có màu đen. Và nó có màu hồng cánh sơn. À, áo em đang mặc trời ơi có 80.000 con hôm qua về được gần 60 cái. Giờ còn đây có 4-5 cái còn size L không mấy chị? Còn size L là chị không có vừa. Đợi ngày mốt bữa kia gì về cái em nhắn cho mấy chị liền ha. Đợi ngày mốt bữa kia về là em nhắn liền. Trời ơi vải mặt nó đã lắm chị. Vải thun gân á mặt nó đã lắm. Còn size 60 đến 75kg à. Nó còn màu cam và màu tím. Rồi đây là màu hồng cánh sen nè. Đó. Nó còn 3 màu và đầm này thì 280 nha mấy chị. Dạ chị Linh ơi. Chị Linh lấy size 10 được không? Nếu không lấy size 10 được thì nói Yên xả bill nha. Xả để chị chọn mẫu khác nha. Ha, à, sẽ để chọn mẫu khác. Quay. Sao mới lần đầu gặp mà mình chay chay. Em ơi, em à, nè 16 nè. 884. 16 một con này để Út chụp hình con. Hai cái ngoài kia chưa ba cái. Rồi kiếm hai con đi. Chị mặc đầm hồng cho em xem tí xíu em mặc em chụp hình lên cho. Năm nay là mốt của màu hồng á chị cho nên nãy chị thấy em mặc. Rồi kiếm size 16 á chị ơi. Nó không có size cho chị nè. Dạ, xả cái đầm của chị Nguyễn Linh đây. Xanh không có 16 mà lấy 14. Ờ, chị Nguyễn Linh mới lấy cái đầm số 10. Phơm nó nhỏ nha chị Linh nha. Nó thiệt, phơm nhỏ. Rồi còn, đó, Út vừa chụp nữa cho con ra xanh đen này nữa nè. Rồi Tây, một con màu xanh nữa. 14 nè. Màu xanh, vậy con màu đen nữa. Đen 14 hoặc 16, kiếm hết rồi à. Quay. Sao mới nè. Đen 16 nè. Rồi đó, rồi, đủ. Tối 8:30 vô đi chị Linh. À, em cho chị Linh mấy cái con, em cho chị Linh coi mấy cái mẫu con đầm số 8 nha chị Linh nha. Tối 8:30 vô gặp em ha. Hết sạch luôn gái nè.
Em còn có nhiêu đây à? Được 4 cái, 5 cái gì à? Hết tay bự luôn rồi chị. Ha. Đầm nút nhiều. Đầm nút nhiều của vợ Phèo size 16 lớn nhất vợ Phèo lấy được không? Size 16 là dưới 83 kg. Vợ Phèo lấy đầm mà nút nhiều được không? Lấy màu hồng cho vợ Phèo. Màu hồng còn size 16 không mấy đứa? Màu hồng. Màu hồng size 16. Màu hồng size 16 mới lấy cho chị á. Đưa vô cho vợ Phèo đi. Lấy 14 cho chị về chụp hình cũng được. Hôm nay còn không? Quay 14 nè. Nè lấy con cánh sen đó, bỏ con cánh sen này vô nè con, lấy bánh sen trong đó nè. Đầm nút nhiều vợ Phèo 280. Hôm qua nó có cái mã à, mấy đầm sơ mi có sọc ngang ngực á. Mấy đó giặt tay nha chị, trời ơi. Mấy chị mấy cái đầm bôn là mấy chị phải giặt tay chị. Chị mấy cái đầm đó mấy chị phải giặt tay, đừng có giặt máy. Giặt máy trừ khi bà phải co giãn dày dày chút, chứ mấy cái đầm nó giặt máy là nó xù hết. Mấy chị ơi, đầm nè mà mỏng mỏng thì về giặt tay giùm em nha, chứ giặt máy mà vô báo em là vải xù là em không có giải quyết được thiệt. Tại vì khi lựa vải thì cũng lựa rất là đẹp đó, chủ yếu thôi. Dạ đầm nút nhiều không có sai chị Thảo Hồ nha. Size 14 với 16 là lớn nhất, mà 16 có một cái Phèo chốt rồi. Rồi hẹn mấy chị 8:30 gặp lại nha.